Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, với tuyên bố vào ngày 1 tháng 3 và ký sắc lệnh chính thức vào ngày 8 tháng 3 vừa qua của Tổng thống Donald Trump đã đẩy mức thuế nhập khẩu các mặt hàng thép lên 25% và nhôm lên 10% vào thị trường Mỹ. Những con số này được cho là chưa từng có trong tiền lệ thương mại. Những lý do nào dẫn đến quyết định này của Mỹ, phạm vi và mức độ ảnh hưởng đến các nước, đặc biệt với Việt Nam sẽ ra sao? Hướng giải quyết nào để ngành thép không mất đi thị trường này? Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi đề cập trong 15 phút của chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận về việc Mỹ đi ngược lại thông lệ quốc tế, đánh thuế sốc lên thép, nhôm của phóng viên VTV ngay sau đây. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký ban hành sắc lệnh áp dụng mức thuế 25% cho thép và 10% cho nhôm nhập khẩu đối với tất cả các quốc gia trừ Canada và Mexico, và sắc lệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 2018. Phát biểu trước báo giới, ông Trump tuyên bố, một ngành công nghiệp thép và nhôm mạnh sẽ là yếu tố quan trọng cho an ninh quốc gia của đất nước Mỹ. Nếu không có thép, Mỹ không có một đất nước. Ngoài những ngoại lệ dành hai đối tác là Canada và Mexico, Mỹ sẽ cho phép các quốc gia khác có cơ hội giải thích lý do tại sao họ không nên bị đưa vào danh sách áp thuế này. Tổng thống Trump còn tuyên bố, nếu đạt được những mục tiêu của mình, Mỹ sẽ vẫn có thể thay đổi hoặc xóa bỏ thuế quan cho từng quốc gia, miễn là có thể đồng ý về cách đảm bảo rằng sản phẩm của các nước không còn đe dọa đến an ninh của Mỹ nữa. Động thái này của Mỹ là sự thay đổi chính sách quá đột ngột cho các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam. Theo các chuyên gia kinh tế, hành động của Mỹ đã đi ngược lại thông lệ quốc tế, bởi với lý do Mỹ đã công bố là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, thông qua siết chặt nhập khẩu nhôm thép hay việc dùng lý do giảm thâm hụt thương mại cho Mỹ, thì việc đơn phương áp dụng mức thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm của Mỹ cho các nước nhập khẩu là chưa có tiền lệ trong quy định của WTO và mang tính bảo hộ quá mức. Mỹ và Việt Nam cùng đứng trong cái thành viên của WTO cũng phải tuân thủ những cái quy định đó, trong khi cái mức thuế này là chưa có tiền lệ, thì Mỹ áp dụng như vậy thì có tính chất là đơn phương, độc đoán và có tính chất là mang tính chất bảo hộ cực kỳ cao, mà chưa có nước nào mà là có dám làm điều đó một cách đơn phương như vậy. Điều này khiến không ít quốc gia nổi giận và công bố phản đối, nhất là 12 nước có sản lượng nhập khẩu thép cao vào Mỹ như Brazil, Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Costa Rica, Ai Cập, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Nam Phi, Thái Lan và Việt Nam. Phản ứng đầu tiên và mạnh mẽ nhất phải kể là từ Liên minh EU, khi họ tiến hành lên danh sách các mặt hàng để đánh thuế trả đũa Mỹ, ngay sau công bố từ Nhà Trắng. Cụ thể với các quốc gia khác như Đức công bố sẽ trả đũa Mỹ do đi ngược lại với các quy định của WTO. Bên cạnh đó, dù chưa ra động thái cụ thể nhưng Trung Quốc cũng cảnh báo sẽ sử dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Sắc lệnh thuế được đưa ra để bảo vệ công việc của người Mỹ, nhưng dưới góc độ của nhà kinh tế, tôi nghĩ đây không phải là một quyết định sáng suốt. Là cái hành xử của Hoa Kỳ không theo các cái quy trình và chuẩn mực của WTO. Vì rõ ràng ông Tổng thống mới Donald Trump lên thì coi WTO cũng chỉ là một cái thể chế mà đôi nhiều khi là vướng víu và coi như là không phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ, và đưa ra những hành xử là tương đối là không có tiền lệ. Thì đây, nhưng mà nó sẽ phá vỡ những cái cấu trúc mà thương mại tự do hiện nay mà các nước đang nỗ lực, thì nhìn chung như vậy thì nó không phải là cái tốt cho toàn cục. Nếu quốc gia nào muốn châm ngòi một cuộc chiến tranh thương mại với chúng tôi sẽ chống trả đến cùng. Đối với mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, chúng tôi luôn tin rằng một cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Làn sóng phản đối này không chỉ có tại các quốc gia chịu ảnh hưởng, mà chính những doanh nghiệp tại Mỹ cũng đang rất lo lắng về những thách thức mà họ sắp sửa gánh chịu. Bởi khi thuế tăng cao như vậy sẽ đội các chi phí sản xuất, lao động lên gấp nhiều lần so với trước, và người sau cùng chịu thiệt thòi sẽ là người tiêu dùng của chính Mỹ. Tôi nghĩ rằng nguồn cung sẽ thiếu hụt và chi phí của chúng tôi sẽ tăng cao. Có thể công việc của chúng tôi vẫn được đảm bảo, nhưng thuế mới sẽ ảnh hưởng các công nhân của chúng tôi, và tôi nghĩ cũng có tác động từ từ đối với mọi người.
Việc gia tăng chi phí xảy ra đến một cách bất ngờ và điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công ty của chúng tôi. Việc tăng thuế sẽ mang đến nhiều thách thức trong việc phát triển công ty. Lo ngại sẽ xảy ra chiến tranh thương mại khi làn sóng phẫn nộ giữa các nước có quan hệ thương mại và an ninh quốc gia đang tăng cao. Ngày 23 tháng 3 mới đây, Tổng thống Donald Trump đã phải thông báo hoãn áp mức thuế nhập khẩu thép và nhôm mới của mình dành cho các đối tác thương mại chính của Mỹ, bao gồm các nước thành viên Liên minh châu Âu EU, cùng Argentina, Australia, Brazil, Canada, Mexico và Hàn Quốc. Vừa rồi là phản ứng của quốc gia trên thế giới, nhất là các nước bị tác động bởi chính sách này của Mỹ. Vậy các doanh nghiệp thép trong nước sẽ ra sao với quyết định áp thuế cao ngất ngưởng từ Mỹ? Và khi Việt Nam không nằm trong diện có quan hệ đồng minh an ninh hay kinh tế với Mỹ, hiển nhiên phải chịu áp mức thuế như đã công bố. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Qua tìm hiểu của chúng tôi tại doanh nghiệp thép Khương Mai, đứng trước thông tin áp thuế của phía Mỹ lên mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu, đại diện doanh nghiệp này khá lo lắng về khả năng sẽ giảm sản lượng và giá trị xuất khẩu thép vào Mỹ thời gian tới. Bởi mức thuế như phía Mỹ đang áp là quá cao và hầu hết doanh nghiệp đều rất khó xuất vào Mỹ với mức thuế này. Nhưng mà theo tôi thì có thể thứ hai có thể nó giảm. Thì nguyên nhân là do thì là Tổng thống Trump vừa rồi là ra sắc lệnh là đánh thuế nhập khẩu thép vào Mỹ là 25% và nhôm là 10%, thì chắc chắn là quý 2 sẽ ảnh hưởng, cái lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ sẽ ảnh hưởng. Hiệp hội thép Việt Nam cũng nhận định khó khăn sẽ là toàn diện với ngành thép, bởi quyết định áp thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm sẽ được áp dụng cho tất cả các mặt hàng liên quan đến thép xuất vào Mỹ như thép xây dựng, thép tấm lá, thép ống v.v. Kèm theo đó là những thiệt hại không hề nhỏ cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư để tiếp tục xuất khẩu vào Mỹ. Bởi theo phân tích của các chuyên gia, với tốc độ tăng trưởng gần 43% của ngành thép Việt vào Mỹ trong gần 2 năm qua, các doanh nghiệp thép Việt Nam đã mạnh tay tiến hành đầu tư nhà máy sản xuất trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu từ thị trường Mỹ. Thì nay với mức thuế 25% được áp, đa phần các doanh nghiệp Việt sẽ không thể xuất sang Mỹ và khả năng bị thâm hụt các chi phí đầu tư rất lớn. Phía Mỹ đưa ra là gần như là áp dụng cho tất cả các mặt hàng về thép. Chúng ta cũng xuất sang Mỹ các cái mặt hàng về thép xây dựng, thép tấm lá, vân vân. Thế cho nên là các mặt hàng về thép thì đều chịu ảnh hưởng của cái mức thuế xuất này. Thế thì chúng ta có những doanh nghiệp thì xuất khẩu thép dài xây dựng, có doanh nghiệp xuất khẩu thép dệt, rất nhiều chủng loại. Và thế thì những cái thiệt hại sẽ không chỉ những doanh nghiệp có xuất khẩu sang Mỹ, mà nói chung là nó thiệt hại đến cả ngành thép. Bởi vì nó như thế này, khi mà họ xuất khẩu vào Mỹ bị giảm thì lập tức cái lượng hàng ấy họ phải tính làm sao đấy để mà tiêu thụ ở trong nước. Thực tế doanh nghiệp thép Việt còn rất lo ngại bởi những động thái đi ngược lại với thông lệ quốc tế của Mỹ. Mỹ sẽ tự đặt ra cho mình yêu cầu về xuất xứ nguồn thép nhập khẩu. Cụ thể với Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ không công nhận sản phẩm thép có nguồn gốc từ Việt Nam vì có nguồn gốc phôi từ Trung Quốc, dù nó đã được chế biến theo phương thức chuyển đổi quan trọng mà WTO đã công nhận. Bởi trước khi nhà máy Formosa của Việt Nam đi vào hoạt động, phần lớn chúng ta nhập phần lớn thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc, thế nên hiện tại dù không còn tình trạng này, nhưng Việt Nam vẫn còn nằm trong diện nghi ngờ về quy tắc xuất xứ của Mỹ. Ngoài ra, Việt Nam còn bị làm khó bằng những lập luận vô lý từ Mỹ khi chính phủ nước này lấy lý do đảm bảo an ninh quốc gia để áp thuế lên thép nhằm hạn chế lượng thép từ nước ngoài. Trong khi đó, lượng thép mà Việt Nam xuất vào Mỹ chủ yếu chỉ là các loại thép thông dụng dùng trong xây dựng và các sản phẩm thông thường, chứ không phục vụ cho quá trình chế tạo vũ khí quân sự. Và lượng thép Việt Nam xuất sang Mỹ cũng chỉ chiếm con số rất nhỏ, chỉ 1,67% so với tổng lượng thép nhập khẩu của Mỹ. Quy định của truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa của WTO đó là nếu cái sản phẩm đó đã được chuyển đổi tức là cái sản phẩm đó mà được chuyển đổi qua là chuyển đổi rất lớn á, chuyển đổi rất lớn á, để nó thành sản phẩm khác thì vẫn xem là xuất xứ hàng hóa của cái công đoạn cuối cùng. Trong cái vấn đề sắt thép chúng ta thấy một điều thôi, chẳng hạn như là chúng ta xuất nhập thép cán nóng của Trung Quốc về, chúng ta qua giai đoạn cán nguội
rồi chúng ta qua ép nó thành tôn, chúng ta mạ màu, tức là ta đã chuyển đổi rất là quan trọng rồi. Và khi chuyển đổi này thì những cái tôn, những cái cán lạnh này có thể xem là hàng của Việt Nam. Tuy nhiên quan điểm của Mỹ hiện nay người ta lại nói khác. Nói khác, người ta nói là hãy cứ anh lấy phôi từ Trung Quốc qua là không coi là xuất xứ Việt Nam. Cái điều này nó ngược lại những quy định về xuất xứ hàng hóa của WTO ta quy định. Các chuyên gia cũng cho rằng quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có xuất khẩu sang Mỹ mà còn ảnh hưởng tới toàn ngành thép vì mất đi thị trường Mỹ. Ước tính ngành thép sẽ mất 11% thị phần xuất khẩu cùng giá xuất khẩu tương đương vào Mỹ, cao hơn với một số quốc gia khác. Bởi theo phân tích của các chuyên gia, nếu áp với mức 25% cho thép thì doanh nghiệp Việt xuất vào Mỹ thì chỉ tầm 1 đến 2 doanh nghiệp có khả năng đầu tư sản xuất, thậm chí còn chưa tính đến khả năng cạnh tranh với các cường quốc về thép khác xuất vào Mỹ. Với Việt Nam thì nó sẽ vô vàn khó khăn. Khó khăn thứ nhất là lúc đó chúng ta sẽ phải cạnh tranh song phẳng với các đại gia ngành thép của thế giới. Ví dụ như là các cái tập đoàn lớn về thép của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Nga, của EU. Theo phân tích của đại diện Hiệp hội Thép, tính đến trước thời điểm Mỹ áp thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm, trung bình giá trị xuất khẩu thép vào Mỹ, lợi nhuận mang lại cho doanh nghiệp chỉ từ 2 đến 3%, nên việc áp thuế 25% sẽ khiến các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hết đường vào Mỹ. Việc mà các doanh nghiệp mong đợi lúc này là sự thỏa thuận và đàm phán từ các cơ quan có thẩm quyền với hy vọng được khoản áp thuế hoặc công bố một lộ trình phù hợp. Thưa quý vị, như vậy, ngành thép Việt Nam cũng đang vướng phải khó khăn và nguy cơ mất thị trường. Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội đàm phán bằng cách thu thập và chứng minh về các yêu cầu và lý do áp thuế từ Mỹ để mong miễn hoặc giảm mức áp thuế như hiện tại. Hiện đại diện các cơ quan quản lý Việt Nam, các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu sẽ có những giải pháp nào trước mắt và lâu dài cho thực trạng này? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Thì Hiệp hội đã có cái cuộc họp với lại Bộ Công Thương, rồi Cục Phòng vệ Thương mại. Thế và ngay cùng các doanh nghiệp gặp hai cái cơ quan này. Thế và ngay trong ngày 1 tháng 3 thì chúng tôi đã có công văn gửi đích danh Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương kiến nghị về cái việc này và mong muốn là nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp ngành thép là mang cái vấn đề này ra để mà trao đổi với lại phía Mỹ thảo luận. Thế thì chúng ta cũng có những cái mà ví dụ phía Mỹ cũng có những cái tác động là mong muốn phía Việt Nam mở cửa cho mặt hàng này mặt hàng kia của họ. Thế thì đấy cũng là một cái cớ để chúng ta có thể đàm phán với họ là thế giờ nếu tôi mở cửa cho mặt hàng này thì anh phải thế nào đối với thép chẳng hạn. Thế thì đấy là một cái hướng. Tất nhiên thì cái cơ sở chúng ta vẫn là cơ sở của cái WTO và tất cả các nước đang 164 nước đang là thành viên. Nhưng mà cái câu chuyện đó như vừa nãy tôi nói thì cái câu chuyện khởi kiện một quốc gia lớn như vậy thì nói chung là chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều và nhiều thứ để đánh đổi. Cho nên phải tính toán rất là kỹ chứ không phải là chúng ta máy móc chúng ta sẽ coi như là sẽ kiện ngay được. Thì đây là cũng thực sự nếu mà triển khai thực thi thì coi như là sẽ đấy là một cái thách thức và cái bất lợi cho các doanh nghiệp trong các ngành mà họ đang bảo hộ. Chúng ta phải dựa vào những quy định của WTO. Vì cái tổ chức này nó đã quy định cái vấn đề chung trong giao dịch thương mại quốc tế rồi. Cái thứ hai là chúng ta phải xem xét lại cái hồ sơ, cái quy trình sản xuất thép của Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là những cái đơn vị mà có xuất vào bên Mỹ thì phải chuẩn bị những tài liệu thế nào. Tại vì khi mà chúng ta nộp đơn qua Bộ Thương mại của Mỹ thì người ta có những đoàn người ta qua ta kiểm tra. Tôi nghĩ rằng là cái Hiệp hội Thép ở Việt Nam á, là có vai trò rất là cơ bản cùng với Bộ Công Thương Việt Nam là cái cơ quan quản lý nhà nước tối cao về ngành này thì nên có một cái sự chuẩn bị thật chu đáo là những cái tài liệu để chứng minh những cái điều mà mình thấy rằng là cái chính sách mới về thuế nó không có hợp lý trong điều kiện áp dụng Việt Nam và đặc biệt là cái thời điểm này. Và khi các doanh nghiệp mà không xuất đi Mỹ thì sẽ tìm cái thị trường khác có thể lợi nhuận giảm hơn. Trước kia xuất đi Mỹ có thể thị trường cái lợi nhuận cao hơn nhưng bây giờ phải chuyển thị trường khác. Ví dụ như mình có thể xuất đi trong các nước như là trong khối ASEAN, rồi xuất đi Canada, hoặc xuất đi là một số nước của châu Âu. Đấy, thì tôi nghĩ là khi các hiệp định thương mại
ký với châu Âu thì có thể là rồi thì tới đây là vừa rồi mình ký với lại cái hiệp định là xuyên Thái Bình Dương á, thì trong 11 nước á, thì tôi nghĩ là cũng khả năng thì từ từ là các nghiệp sẽ ổn định. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.